Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn vẽ một bức tranh phong cảnh mà đơn giản nhất các bạn mới vẽ ai cũng có thể làm được. Và đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một vải canvas và đã được căng sẵn ở trên một chiếc khung gỗ như này. Tiếp theo sau đó là bút vẽ hay còn gọi là penso hoặc là cọ. Các bạn phải có cọ thì mới có thể vẽ được. Thì đầu tiên là chiếc penso lớn, sau đó là một chiếc penso nhỏ. Hoa cụ hôm nay mình giới thiệu là có những hoa cụ rất đơn giản thôi. Một chiếc bút tỉa chéo, một chiếc bút tỉa bé. Sau cùng là một chiếc bay để các bạn có thể lấy được màu đơn giản. Rồi sau đó thì tiếp đến là màu thì mình sử dụng màu acrylic hay còn gọi là acrylic 3D đó. Đây là màu trắng, mình sẽ dùng chiếc bay này để lấy một ít màu trắng chuẩn bị. Rồi tiếp đến là màu xanh nước biển. Tiếp theo sau đó là màu xanh. Màu xanh này là màu xanh pha giữa màu xanh nước biển và màu xanh lá cây. Thì mình sẽ tạm gọi nó là màu xanh lá cây lạnh. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng một chiếc penso lớn như khi nãy để vẽ về sắc trời. Thì đầu tiên để vẽ sắc trời thì các bạn lấy dùng một chút nước để gạt qua một chút. Mục đích của việc lấy nước này là để cho chổi đỡ bị khô và màu cũng đỡ bị khô, thì các bạn có thể dễ dàng vẽ hơn và nó đỡ bị cháy sơn, nghĩa là nó không bị cầy màu lên ấy. Các bạn làm ướt, khi các bạn làm ướt thì nó sẽ dễ vẽ hơn. Khi các bạn lướt xong một làn màu trắng rồi thì chúng ta dùng một chút màu xanh da trời và vẽ vào phần giữa của màu trắng mà vừa lấy chúng ta đã vẽ một khoảng, thì chúng ta vẽ một khoảng giữa. Sau đó chúng ta lướt từ trên xuống dưới với nguyên tắc là trên đậm và dưới thì nhạt, vì phía đằng xa là phía chân trời nên chúng ta sẽ lấy luôn luôn là nhạt hơn. Tiếp theo khi chúng ta lướt xong phần giữa rồi thì chúng ta lướt phần ở gần chúng ta hơn là phần trên cùng, là sắc trời sẽ đậm hơn. Chúng ta sẽ lấy màu xanh nước biển và màu xanh da trời không pha với màu trắng và lấy một chút chúng ta lướt nhẹ. Khi các bạn lướt nhẹ và đều êm, khi nào mà nó còn êm, mà các bạn phải lưu ý là các bạn phải vẽ ngay trong khi mà màu vẫn còn ướt, chứ nếu vẽ khô các bạn sẽ bị tình trạng là cầy màu và nó sẽ không đều với nhau. Sau khi hoàn thiện xong phần khung trời rồi thì chúng ta sẽ vẽ đến phần cỏ. Các bạn lấy màu xanh non nọn chuối và một chút màu xanh lá cây. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng một chiếc bút nhỏ như này để vẽ chi tiết đằng xa. Thì mình sẽ vẽ cỏ xa cho các bạn xem, và mình sẽ dùng ở phía xa đấy. Các bạn luôn lưu ý là các bạn phải vẽ màu trắng, thêm màu trắng cho tất cả những chi tiết ở phía xa. Thì mình vẽ cỏ phía xa thì mình sẽ vẽ màu xanh pha với màu trắng. Nếu như vẽ thêm màu trắng vào thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ có độ xa gần hơn. Các bạn lưu ý là phía xa thì sẽ nhiều trắng và phía gần thì nó sẽ tăng dần cái độ màu chuẩn, và gần nhất thì sẽ là màu đen. Khi càng gần lại thì các bạn càng giảm trắng lại và dùng những cái màu nguyên bản hơn. Nhưng mà các bạn lưu ý là phải vẽ để cho các màu nó đều, nó hòa vào với nhau thì nó sẽ tạo độ xa gần. Các bạn đều tay và lướt với cái cách lướt các bạn phải lướt nhẹ thôi.
tránh tình trạng là cầy màu hoặc là lướt không được đều màu. Gần lại chúng ta thêm một chút màu xanh lá cây lạnh. Vì khoảng cách của bức tranh khi chúng ta nhìn vào và nó là một bức tranh nhỏ, nó không đủ độ gần quá nên mình không thêm màu đen. Và đây là đủ độ xa gần rồi. Tiếp theo các bạn nhấn nhá một chút. Nhấn nhá thêm một chút màu nữa để tạo lên những cái độ thực tế hơn. Vì là những bãi cỏ thì thường thường có những bãi cỏ nó sẽ cao và những bãi cỏ thấp, thì những màu đậm mình vẽ vào thì sẽ tạo cảm giác thấp hơn, và những màu sáng là những ô cỏ cao hơn thì các bạn có thể nhấn nhá tùy theo các bạn. Rồi, có thể là xong phần cỏ, sau đó thì chúng ta sẽ dùng một chiếc máy sấy. Các bạn phải dùng máy sấy bởi vì sẽ rút ngắn được khoảng thời gian, chúng ta không phải chờ. Tiếp theo các bạn sử dụng một chiếc cọ cán xanh để vẽ mây. Chiếc cọ này là chiếc cọ lông mềm. Các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy ăn để làm mờ đi độ mạnh của màu trắng. Một chút màu như vậy là đủ. Các bạn có thể vẽ mây đằng xa. Mây đằng xa thì các bạn sẽ vẽ mờ hơn là mây ở đằng gần. Ở phía dưới sẽ là mây đằng xa và càng lên trên là mây phía đằng gần. Các bạn lưu ý là các bạn đặt bút từ phía bên trên và lướt xuống dưới thì các bạn sẽ lấy sáng ở bức tranh này, sẽ lấy sáng ở phần phía trên xuống, nên càng bên trên là độ sáng sẽ càng mạnh và càng phía dưới là càng dần dần. Các bạn lướt cọ từ trên xuống dưới tạo được những áng mây với ánh sáng ở bên trên và mây. Xong tầng mây thứ nhất, mình vẽ đến tầng mây thứ hai. Các bạn sẽ lấy màu đậm hơn một chút, màu trắng đậm hơn một chút, và vẽ tán mây sẽ to dần hơn. Càng lên cao các bạn sẽ vẽ áng mây càng to hơn phía dưới một chút để tạo độ xa gần. Xong tầng mây thứ hai, mình vẽ đến tầng mây thứ ba. Mình sẽ lấy đậm hơn nữa màu trắng, và cũng tương tự như vậy mình kéo từ trên xuống dưới để tạo nên các cái độ đậm nhạt của áng mây. Các bạn vừa chấm vừa xoay để tạo những cái lỗ chỗ tạo sự bông của những áng mây, nhìn nó sẽ thật hơn. Ở clip này mình sẽ chỉ giới thiệu với các bạn dạng mây mà dễ vẽ nhất là chỉ dùng một màu trắng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn những áng mây nó có độ đậm nhạt hơn và nhìn nó thực tế hơn ở những clip sau. Các bạn chỉ cần xoay nhẹ bút thì mọi thứ sẽ tơi ra, mây sẽ tơi ra và nhìn nó sẽ hòa vào liền trời. Nhưng các bạn lưu ý là không nên xoay hết lên trên. Nếu các bạn cảm thấy nó chưa đủ độ sáng thì các bạn có thể chấm thêm để tạo độ đậm nhạt cho áng mây. Sau khi xong phần mây rồi thì mình sẽ vẽ đến phần cỏ. Phần cỏ thì các bạn pha thêm một chút màu vàng và màu trắng để tạo độ sáng cho cỏ. Các bạn lướt nhẹ tay, dùng chiếc banh xô nhỏ lướt nhẹ tay. Lướt nhẹ tay để tạo những hiệu ứng của cọng cỏ. Sau đó dùng chiếc bút xéo, bút tỉa chéo và dùng màu đen pha với một chút màu vàng đất. Các bạn sử dụng để vẽ cây,
và mình sẽ vẽ một chiếc cây anh đào. Các bạn kéo nhẹ xuống và định hình cái cây của mình. Về cái hình dáng cây và cành cây thì các bạn mỗi người thì đều có một cách vẽ cây khác nhau. Nó tùy theo cái đường đi của tay của bạn và cái sự hình dung trong đầu của bạn. Nên mỗi người vẽ cây một cái cách khác nhau. Tay mình thì hơi run nên vẽ cành cây nó hơi xấu, các bạn thông cảm. Các bạn dùng thêm bút chiếc bút tỉa nhỏ này để vẽ những chi tiết nhỏ hơn như cành cây. Những cành cây nhỏ hơn. Sau khi xong rồi thì các bạn dùng máy sấy để sấy cho khô trước khi các bạn vẽ đến phần lá cây. Tiếp đến các bạn dùng chiếc bay xô nhỏ chấm vào màu hồng cánh sen. Chấm ngang các bạn lưu ý là chấm dọc, các bạn lưu ý là chấm dọc cái bay xô để tạo ra hiệu ứng của tán lá. Đây là mình đang vẽ những cái bóng tối của tán lá nên là mình sẽ lấy màu tối nhất của chiếc lá. Các bạn chấm đều tay, không nên chấm mạnh quá. Và màu các bạn lấy vừa đủ, không lấy nhiều quá tránh tình trạng bị bết màu. Các bạn chấm đều theo những cái cành mà mình đã định hình trước để tạo thành các cái tán lá cây. Sau khi xong phần đậm nhất thì trong khi chờ khô thì chúng ta sẽ dùng màu vàng đất để tỉa cái độ đậm nhạt của lấy ánh sáng của cái cây. Các bạn có thể chống một ngón út xuống để định hình tay nếu như tay các bạn bị run. Và lấy thêm trắng để đẩy sáng, lấy ánh sáng thì hướng sáng của cây mình đang lấy hướng sáng từ phía bên trái cùng với ánh hướng sáng của các áng mây. Nếu thấy chưa đủ sáng, các bạn có thể đẩy thêm sáng nữa. Và lưu ý là phía đằng sau của chiếc cây thì mình có thể giữ nguyên. Tiếp đến, các bạn dùng màu trắng và pha với cái màu lá cây các bạn vừa vẽ là màu hồng và màu cánh sen để tạo lên bóng cây đậm nhạt để phân ra từng tán lá. Các bạn cũng chấm dọc như khi nãy và nhớ là phải định hình, các bạn phải định hình những tán lá cây. Và chúng ta vẫn tiếp tục lấy sáng từ phía bên trái. Lớp này là lớp trung gian và vẫn còn một lớp đẩy nữa. Rồi, đến đây là hoàn thiện lớp trung gian. Sau khi sấy khô rồi, các bạn dùng màu trắng hơn để đẩy sáng thêm những phần sáng. Và các bạn lưu ý là chỉ đẩy những phần hướng sáng. Khi đến bước này các bạn chỉ đẩy những phần hướng sáng. Còn những phần phía đằng sau, phía tối thì các bạn không được đẩy. Các bạn vẫn chấm đều tay như khi nãy. Nhưng phải đảm bảo là những màu các bạn đã vẽ xuống rồi nó phải khô. Chứ nếu nó không khô thì nó sẽ bị hòa màu vào với nhau, tạo tình trạng bết và nó không tạo được hiệu ứng của tán lá. Sau khi xong phần lá cây bên trên để cho tranh sinh động hơn thì chúng ta sẽ vẽ những tán lá cây khô bị rụng. Và vẫn sử dụng màu theo như khi nãy. Để sinh động thêm thì mình sẽ vẽ một chút lá cây
dụng. Rồi sau khi xong lá cây rụng nhìn nó sẽ sinh động hơn đúng không nào? Tiếp đến mình dùng một chút màu trắng nguyên để chấm, các bạn cũng vẫn chấm dọc như khi nãy để tạo nên hiệu ứng của hoa bồ công anh. Sau khi các bạn chấm xong thì sẽ tạo được một làn hoa như thế này. Đây là toàn bộ nội dung của video. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.